ví dụ 1,5 triệu đi, xong rồi giá này miết 1,5 triệu, xong nó qua đây A nó chọt. Nó nói là ừ, thằng ngoài Hà Nội ngay chỗ Cầu Giấy á, nó bán mình có 1,3 triệu. What? Ủa thằng Cầu Giấy làm gì có? Nó chọt vậy đó. Cái xong rồi cái gì nó bán mình 1,3 triệu luôn hả? Nó bán 1,3 triệu mà nó ship cho Sài Gòn luôn hả? Wow. Mà mình ở trong Sài Gòn mà nó dám, này dám bán trên đầu cổ mình hả? Tao bán 1,2 triệu. Rồi hai thằng đủ tự nhiên quăng bom nhau, thằng khách hàng nó ngồi nó giữa chọt. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân Dreamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Đâu mấy thằng quảng cáo giờ nó lụm được cái ông đại lý nào bên quận 2 nữa mày. Hả? Mày giới thiệu cho nó đúng không? Yes. Tự nhiên thấy nó đăng Zalo. Nó bàn giao cho Khương, chủ tịch ông quận 2. Nguyên cái hộp, nguyên cái chóp quảng cáo luôn, đủ từ cái backdrop cho tới cái bảng hiệu, đèn đuốc, bàn giường, tủ kệ gì, nó làm hết luôn hả? Yes. Mày hơn nãy không? Mày chơi với tao là nó thiệt chứ mày á, đừng đòi tiền tao làm khỉ gì hết trơn á, mày ăn mấy khác quá cha nữa. Oh yeah. Nghĩ sao mà hổm cái thằng cha nội thất cái thằng cha quận 12, ở quận 2 chứ, làm decor cái shop tên là VTC. Nhớ má VTC. Xong rồi tự nhiên cái đưa mấy cái màn hình, đưa mấy cái hình 3D, khứa nào thiết kế đòi vô 250 triệu. Nói ổng làm được không gì, cái đó ông khủng đập động chết mẹ ông đi cho rồi, đi bực mình ông đại lý mà ông hỏi một câu ngu như con bò luôn. Ông nghĩ sao đi co cái shop 250 triệu ông hỏi tôi được không? Rồi ông chửi thẳng vô mặt nó luôn đi, cái đó tao bán súp chứ không phải tao bán kim cương, mày khùng hả mày? Yes. Không biết nó vẽ kiểu gì á. Bởi vậy mấy thằng quảng cáo bu lâu lắm em. Nó mấy cái shop đó thôi, thằng nghĩ sao cái shop diện tích có chưa được 40 mét nữa. Đúng không? Chiều ngang có 4 mét, chiều vô chắc được 7 mét. Thiết kế mấy cái kệ để đựng súp mấy em với bảng hiệu với cái bàn. Với cái bắp đằng sau đây nè. Nó báo ông chồng không biết anh nhớ như là nói chung là phải trên 200. Nói thôi dẹp luôn đi. Xong rồi cái đưa cho Đạt Mia gọi bát cho thiết kế cốc của anh. Nó thật sự với mày tao làm ăn á, nhiều khi anh khó mà anh dễ mày. Thằng nào hiểu tính tao dễ làm. Oh really? Nếu mà anh tuyển thầu mà như người ta thì thằng quảng cáo đó không bao giờ vô được. Sao vô? Dựa vào gì vô? Đúng không? Không vô nổi đâu. Nhưng mà nhiều khi vô thấy nó mẹ dân miền Trung, nó thẳng luôn á. Thấy nó dân miền Trung nó khờ. Chắc cái diễn với tao thôi chứ nó ra đường làm ăn sao nó khờ được, đúng không em? Yes. Nhưng mà ít ra nó nói chuyện với mình, nó biết trên biết dưới. Nó nói chuyện với mình nó cũng thấy nó đàng hoàng, nó cũng cầu tiến, nó muốn làm. Thì thôi quăng cho mẹ cho mày làm luôn. Chứ nếu mà anh tuyển thầu như người ta là không bao giờ những cái thầu đó vô nổi đâu. Tại vì sao? Thứ nhất, cái công ty của mày chưa có chỗ nữa, không biết mày núp ở đâu á. Ví dụ như bây giờ muốn chọn thầu vô công ty, mày coi công ty mày sao chứ, công ty nằm nhà bốn sẹt không biết có không nữa. Hay hợp đồng ma địa chỉ ảo. Rồi xong rồi đưa mấy cái gì? Đưa mấy cái quảng cáo coi chơi coi, biết làm cho ai không? Cà phê thanh nữ. Gọi đầu. Rồi massage cóc. Hủ tiếu, phở. Mày nhắm mày vô nổi tao không? Nhưng mà nếu mà anh khó vậy thì mấy nhỏ đó không stop được đâu em. Đó, nhưng mà anh luôn mở ra một cái cơ hội. Thì ok, mày không biết làm được. Bây giờ tao muốn làm cái chữ giống thằng đó đó. Thì bây giờ cái công trình quận 12 đó làm đó. Quận 9 nó cũng đang làm đó, mấy cái chữ đó. Thì mấy chữ đơn giản mà anh làm được thôi à. Thường thường mấy quảng cáo á, mấy quảng cáo á thì chắc anh nghĩ là nó làm sẽ được. Nhưng mà cái vấn đề là chất liệu và ý tưởng. Đó, thì cái đó thì mình giúp nó, mình nói ừ em làm này làm này hôm nay. Thì hàng này không phải là thầu mà này làm công. Kiểu vậy, nó không phải thầu. Đó. Nó làm xong cái chữ quận 12 cho anh rồi dám đòi tiền đâu. Chữ bên quận làm chữ quận 9 cho anh mà dám đòi tiền đâu. Tại vì sao quận 12 mà chưa sửa đòi chữ vô đầu mà chưa đòi. Fitness, nhớ chưa? Ông nó viết chữ này nè. Fitness. Fitness là con mẹ gì? Ông có thằng quảng cáo này chắc lớp 3 cô giáo đai hay sao? Nó fitness. Má chữ đó nhớ suốt đời luôn, đó là câu chuyện của quảng cáo. Đúng không? Sống mình sống đàng hoàng đó, đời không có bao giờ phụ mình hết. Còn mình sống bố láo là bảo đảm không có lần thứ hai đâu mấy em. Rồi đó là câu chuyện đại lý. Thêm câu chuyện khác cũng của đại lý luôn. Không, mà đại lý bữa nay á, nó gọi điện thoại là nó cằn nhằn. Nó ủa sao anh ơi, sao hết hàng không để cho em? Hết hàng không để cho anh? Rồi hết hàng này nọ kia ông nội.
Đủ lúc á BBT kêu ông mua đó thì ông nói không có tiền, lúc BBT kêu ông mua thì ông nói thôi thôi từ từ. Ông nói bây giờ hết hàng triệu đi chứ tôi đợi ông hả? Nhưng nhiều khi mấy ông kinh doanh mà mấy ông non quá. Mấy ông non vãi luôn á. Bây giờ mua hàng đâu phải là ông muốn có là có, muốn không là không. Thì mấy ông á phải săn hàng, mấy ông phải có cái forecast. Biết forecast không? Đó là cái gì giống như là dự báo thời tiết vậy đó. Là mình dự đoán à cái thị trường trong vòng tháng này mình sẽ bán được cái gì. Đúng không? Mình kinh doanh là mình hơn nhau chỗ forecast đó đó ông nội. Mà ông phải có forecast á thì mấy anh supply với tôi nó mới làm được, nó mới cung ứng đủ. Chứ bây giờ ông có forecast tôi biết ông là gì. Tôi tự có cái forecast cho tôi, cái forecast tôi với forecast ông nó mít nhau. Mà cho dù nó mít nhau chăng nữa, thằng đại lý khác nó ngồi nó đá mồi đại pháp cũng chết. Bây giờ ông phải hiểu nè, hệ thống đại lý á là nó vừa hợp tác mà vừa hỗ trợ mà nó vừa cạnh tranh. Đúng không? Bây giờ trong khi hàng nè, cái này hết rồi khỏi đặt. Cái này cũng sắp hết rồi khỏi đặt. Thằng Isofix của nó cũng hết. Hàng Nutrex nó hết khá là nhiều đó. Hàng Nutrex với hàng Effogan. Đúng không? Mới về 7 ngày 10 ngày thôi à. Hết rồi đó. Chuyển hàng điên lần thôi chứ mai chuyển nhiều. Đúng không? BBT cũng vậy thôi à. BBT khi mà các bạn đặt hàng, BBT sẽ có tư vấn chứ. Tư vấn là thôi số lượng anh đặt không ổn đâu. Nhưng mà nói không nghe. Nói thôi chỗ anh bán cái này không được, chỗ anh bán kiếm được, đó là việc của anh. Bây giờ anh nói tới vậy rồi anh sọc ngang hàng, còn hàng không? Còn hàng thì kiếm hàng để lý đi. Biết sao không? Mấy em biết sao không? Tụi nó ngồi tụi nó thủ hàng hết à. Với tụi nó kinh doanh mà là thủ đoạn. Ngoài mặt nó cười cười thôi à. Ví dụ bây giờ là mất sổ về đi. Em cành cao cành thấp, em yếu vốn, em gì nó không biết, thằng khác nó xúc hết luôn. Thậm chí nó xúc luôn 1.000 bịch để cho BT khỏi bán trời vậy đó. Nó xúc nó còn gửi lại kho BT nữa. Nó vậy thôi giờ em xúc rồi đó. Em xúc rồi đó nhưng mà em kho em có chỗ để. À, cho em gửi đi, em lấy từ từ. Thì giờ sau đây em lấy BBT từ chối nó. Nó sao từ chối được? Đúng không? Cũng cho nó gửi, cũng cho nó để rồi nọ xong rồi đi khác vô còn không bán tao. Không phải còn nội thằng kia nó gửi. Thằng kia nó làm gì nó mua nhiều vậy, nó không có mua. Nó nói tôi là nó không có mua, nó hết tiền rồi. Ủa nó nói ông tin hả? Đúng không? Nên cái việc á mấy đại lý mới làm á nó còn kinh doanh nó rất là baby. Nó không có mấy ông á sản phẩm mấy ông chưa hiểu hết. Mấy ông không có tiên lượng được cái nào đó chắc chắn là nó xấu nè. Mấy ông cứ nghĩ ở cái này mắc quá chó rồi mua. Ông cứ nghĩ vậy không thôi thấy bà rồi. Ủa Việt Nam mà Lamborghini nó còn mua nó cho mấy cái này. Tôi nói thiệt với ông cái đó là cá tính người Việt Nam. Cái thằng mua nó sẽ không nói mà thằng nói nó sẽ không mua. Mấy cái thằng sồn sồn á mà trên mạng mà chụp đâu thấy mặt tụi nó đó. Là mấy cái thằng đó đó là mấy cái thằng thuộc dạng nó phong trào để hiệu ứng thôi. Ông kinh doanh ông hiểu mấy cái bài này. Rồi thêm cái nữa tôi ví dụ nè, giống như biết lên mạc không. Mấy thằng cốc trổ tre vô đó nó chơi là nó không có tiền. Nó không có làm giàu cho lên mạc được đâu. Mà biết làm giàu cho lên mạc lần nào không? Mấy thằng thuê văn phòng ở đó đó. Nó mấy thằng mua nhà đó đó. Mà mấy thằng mua nhà đó mấy thằng thuê văn phòng nó đâu có sồn sồn trong cái đám sủ nhi đó đâu. Nó đâu có chơi hoa nó bứt cành nó bẻ đâu. Nó thì cái thể hình của mình cũng vậy thôi. Ủa mấy cái thằng nào mà thấy cái group nào cũng có mặt nó hết trơn á. Bài boss nào nó cũng vô đó là biết nó rảnh rồi. Đó. Mà nó rảnh là nó không có tiền nó chơi. Nó hiệu ứng thôi. Nhưng mà nó hiệu ứng như vậy, những người khác âm thầm người ta mua. Người ta bốc hàng liền, ông sẽ không trữ nổi. Ông không trữ nổi. Bây giờ ông đặt vấn đề, ủa sao vậy sao BBT không nhập nó nhiều đi. Ủa mà tôi muốn nhập nhiều rồi có nhiều không nội. Tôi cũng phải đi dành với mấy supply khác vậy. Đúng không? Các bạn ở Việt Nam, các bạn dành với mấy anh lưỡi với nhau á thì tôi cũng phải dành với mấy anh supply khác thôi. Thằng supply Na Uy, supply Ba Lan, thằng supply Nam Mỹ, thằng supply Trung Quốc, thằng supply Ấn Độ, đúng không? Thằng supply nội địa nữa, thằng Walmart, thằng Amazon đồ các kiểu cũng khổ lắm chứ bộ. Đặt một đơn hàng của nó phải ngồi đó với tôi mà tính toán nó có nó confirm tới lui xuôi ngược á. Có hàng nó không có hàng nó sẽ có, nó nhức đầu lắm. Nên á nói chung á là BBT chả có dọa mấy bạn. Không có dọa thôi mình kêu mà lấy nhiều đi. Tại căn bản á, là BBT đã ước lượng được hàng rồi. Các đại lý này không lấy thì BBT bán, hoặc là đại lý khác lấy. Nó cái dòng đời của sản phẩm á, nó không có nha, nó không có lâu. Nó nên mấy bạn đừng có bị yếu vía trong vấn đề mẹ chọn hàng. Giờ cái lần này là kinh nghiệm đó. Ở trong net á, là người ta cần giúp đỡ nhau. Thí dụ như bạn hết đi, bạn bót một cái thằng kia nó qua nó đỡ hàng cho bạn, bạn có hàng bạn bán, đúng không? Nhưng mà cái tình trạng á bây giờ là chiến tranh thương mại Mỹ Trung nữa. Nó nhập cái đơn hàng dễ đâu phải là 2 tháng như xưa. Nó nhập lên 3 tháng 4 tháng luôn, đúng không? Mà 3 tháng 4 tháng là hình quý rồi. Năm thì nó có 4 quý thôi. Thì chịu sao nổi.
Nó nên cái chuyện hết hàng là cái chuyện rất là bình thường. Mà khi hết hàng chúng ta phải dùng nghệ thuật đá hàng. Bây giờ các bạn cứ ai sẽ fix sao hết lẹ vậy? Người ta mua hết chứ sao? Tôi chưa có ai sẽ fix làm quảng cáo kìa. Nên bây giờ mình là mình chỉ quản lý chung thôi. Mình không có nắm về tình trạng hàng hóa là nhập cái gì hay là nhập như thế nào, cái nào về cái nào về. Cái đó mình không biết. Nhưng mà mình chỉ nghe thông tin phản ánh anh A, bà B, bà C, chị D gì đó comment là sao BBT hết hàng rồi không chờ bả. Tất cả khi mà BBT làm hàng nó có quy trình hết đó. Nhưng mà trên đây là cái video mà chia sẻ thì mình không thể nào mình nói cái quy trình như thế nào mấy anh kia đã học. Nó yes. Mình nói mé mé thôi cho các anh chị em hiểu. Nó cái nghệ thuật săn hàng là nó khá là quan trọng. Cái vấn đề hàng hóa rất là quan trọng, cái nguồn hàng rất là quan trọng. Không phải tự nhiên đi bán event cho cố sát vô hết bà hàng cuối tháng một hơi, thằng kia vô bán tên tèm, lợi nhuận nó cao hơn mình cây chưa, nó bị yếu gió. Nhiều khi găm khách hàng nó đứng giữa nó chọt bom, độ hai đại lý ngồi nhau hạ giá thua. Xin lỗi các bạn, khi nào mà khách hàng đứng giữa chọt bom mà hai đại lý súng lại chọt khách hàng luôn nó mới ghê. Chứ cuộc đời này mà nó lừa đảo nhau mà nó diễu dương nhau, nó gạt gẫm nhau nhiều lắm em. Nhiều khi á, giờ nói nè, ví dụ như giờ cái hũ ăn kem đi, tôi bán nhiều chợ biết, nó lại mẹ nó 1,5 triệu đi, ví dụ vậy ha. Ví dụ 1,5 triệu đi, xong rồi giá này miết 1,5 triệu, xong nó qua đi A nó chọt. Nó nói là thằng ngoài Hà Nội ngay chỗ Cầu Giấy á, nó bán mình có 1,3 triệu. What? Ủa thằng Cầu Giấy làm gì có? Nó chọt vậy đó. Cái xong rồi cái gì nó bán mình 1,3 triệu luôn hả? Nó bán 1,3 triệu mà nó ship cho Sài Gòn luôn hả? Wow. Mà mình ở trong Sài Gòn mà nó dám, mày dám bán trên đầu cổ mình hả? Tao bán 1,2 triệu. Rồi hai thằng đủ tự nhiên quăng bom nhau, thằng khách hàng nó ngồi nó giữa nó chọt. Làm gì có cái đạo đó. Nếu mà bán vậy thằng Cầu Giấy bị khùng à. Thứ nhất mẹ ăn gậy của BBT đã chắc. Thứ hai nữa, tự nhiên nó bán hũ này xong rồi nó ship từ ngoài vô đây, thằng khách hàng ngồi đợi 2 ngày tốn thêm tiền ship nữa. Giá tiền nó làm không? Xong nó làm vậy nó mất lòng với thằng đại lý ở Sài Gòn nữa, nó làm không? Rồi chưa kể rồi mấy giờ Duy Nguyễn livestream mà. Thì mấy thằng nào mà được Duy Nguyễn bảo kê á thì nó comment chính thống. Còn mấy thằng nào mà nó ăn ti á mà vô nó bán thêm nó đi sau lưng. Nó đi sau lưng làm sao? Nó ví dụ như trên livestream mình Duy Nguyễn hỏi: "Ủa anh ơi, giờ em ốm có uống mát gì tăng cân?" Nó không bao giờ nó comment điều đó đâu. Nó nhắn tin riêng. Nó nè, mát này tăng cân này, hàng rẻ là đừng mua hàng Duy Nguyễn, nó tốn chi phí rồi quảng cáo rồi nó tốn chi phí điều hành này, nó nhiều lắm mà mình không có chi phí gì trơn. Mình trên trời rớt xuống hũ này bán bằng luôn. Bà cô bên Mỹ bà gửi về uống mà giờ thật sự bạn mình thua banh thua đề gì đó bán bằng luôn. Cái hàng này hết. Tại hai cái hàng này là không có hàng thay thế. Bạn hiểu không? Cái hàng mà không có thay thế á là mấy thằng đại lý nào nó mua đồ á nó sẽ và nó thụ. Tại vì BBT có chính sách trả đúng không? Bây giờ nó ủ không được thì cùng lắm than nghèo kể khổ anh Duy Nguyễn ơi. Nó thiệt với bạn luôn, nó láo chó tới cái cỡ này nè, láo. Giờ nó bán được đúng không? Lấy cái viết đâm bụp, hàng bị lủng do vận chuyển này nọ kia, sell off. Mấy thằng quỷ đó nó học cái bài PR của tôi mà. Thí dụ như cái hũ này đang thấy không, đập bụp một cái cho móp chơi vậy đó, xong rồi nó cho hàng bị móp thôi, giờ đang 1,5 triệu bán 1,1 triệu, nó chấp nhận nó lỗ luôn. Thí dụ như hàng này thường thường á 1,5 triệu mình nhập vô 1,3 triệu hay nhập vô 1,4 triệu gì đó mình bán một lời 150 hay gì đó hang, cái giờ thì mình bán, nếu mình bán 1,1 triệu á thì mình lỗ 200, mà 200 đó mình chạy quảng cáo cái thuốc ngày nó cũng hết đúng không? Còn bây giờ á mình chơi kiểu này á, quảng cáo mà nó độc hơn thì người ta vô nhiều hơn, đó mình cũng không có lỗ đâu, nó tính vậy đó. Em thấy ghê chưa? Nó quảng cáo nó phải linh động lên, nó phải khôn khéo vô. Đúng không? Nên cái chuyện mà hàng trăm kim là có. Nhưng mà cũng có những thằng nó lạm dụng. Đó, nó lạm dụng. Nó quảng cáo. Phí của hồn ra 200 ngàn. Quảng cáo vô rồi. Thí dụ giờ đập bà đó 20 bịch, 20 hộp cho móp móp chơi đồ. Xong rồi đi ra ngoài đầu đường, bà mấy số bà rảnh không? Đâu vô đây. Làm gì? Phụ tôi nắng mấy cái hộp cho tôi quay phim coi. Nắng lên khổ quá, làm ăn cũng dành dụm biết bao nhiêu lâu. Chở hàng về má mấy thằng shipper nó khốn nạn quá, kỳ này sao đây. Thôi các bạn giải cứu mình đi. Các bạn giải cứu mình đi. Trời ơi bạn ơi, vậy nó học bài toán giải cứu thanh long dưa hấu. Nó vô nó áp dụng cho shop. Kiểu gì chả bán được hàng. Đâu chỉ sợ là hàng nào bán được tới hàng Mỹ Đế là không ngán. Mà thêm cái nữa là mấy thằng quỷ này nè, là có một dàn mô đồ bên Mỹ nó quảng cáo cho rồi, cắt clip nó chọi thôi là cũng ăn rồi. Đúng không? Cái này gọi là thời tới rồi, đỡ không được mấy. Nên các em nhìn vô cái giá.
mà các em nhận xét là tụi em chết mẹ rồi, non và xanh lắm đó thật. Đúng không? Non và xanh lắm. Cái cuộc đời này á, ai cũng muốn làm ngôi sao sáng nhất hết. Không có ai mà muốn làm ngôi sao bình thường hết. Đúng không? Thằng nào cũng cầm này uống hết. Đúng không? Thằng nào cũng cầm thằng Amino Check uống hết. Thì tự nhiên thằng kia nó cầm cái hũ này ra, nó uống là bảo đảm nó bao ngầu rồi. Là cái thằng này đi ngủ. Đúng không? Nó mắc hơn chút xíu, ủa chơi chất hơn này. Và cuộc sống mà nó kèn cửa nhau vậy đó. Mà nói chung á, trong cái vấn đề mà làm việc với đại lý á, mình không có làm việc nhiều, mình không có tương tác nhiều. Mình chỉ quản lý chung thôi và mình chỉ điều hành chung thôi. Nên nhiều khi đại lý gặp câu chuyện này, câu chuyện kia đó, mà nó không có biết được. Nó cũng chả biết sao. Để mà giúp đỡ mà để hỗ trợ các bạn hết mình. Nhưng mà trong cái đống đại lý á, con nhỏ này nè bạn. Con nhỏ Vít Kiên Nguyễn. Con nhỏ này nó quảng cáo đúng láo luôn. Nhỏ đó được cái đẹp gái. Nó để nè. Cái đùi nó dày. Váy ngắn. Nó để hũ này. Quảng cáo chụp hình lớn biết nào chụp cho nó. Cái nói trời ơi uống cái này vô gì dài lâu rồi này nọ kia đồ cái gì mạnh mẽ gì đó. Tao nói má là nhìn cặp đùi này lâu nổi không? Nên nhiều khi cũng mắc cười bạn. Nói chung là cuộc đời tôi ngồi tôi theo dõi mà. Tôi được cái sống ảo lắm. Tôi lên đại lý này đại lý kia. Nhiều đại lý nó quảng cáo cũng rất là mắc cười. Mà trong mấy đại lý có con nhỏ đàn bà tên là Vít Kiên Nguyễn. Nhỏ nó được cái nó chịu làm lắm em. Nó chịu làm lắm mà nó hay quảng cáo là mấy câu thơ thẩn nào này nọ kia. Rồi sau thì hổng đang thấy đại lý nào ngoài Hà Nội á. Hai thằng luôn, thằng Lotus với thằng nào ngoài Hà Nội á, nó quảng cáo cái video mà iSofit hay gì đó cũng được. Nói chung là cách làm nó cũng được á. Nói chung bây giờ á, ra cuộc sống này á, kiếm ăn á là phải marketing. Mà marketing là sao cho đừng có nó đừng có xạo quá. Marketing mà thể hiện được nó chia sẻ cho người ta hay là gì đó thì mới là phát triển được. Chứ còn mà marketing mà chỉ biết là nổ, chỉ biết đi trên đó mòn truyền thống thôi à, thì trước sau gì cũng chết thôi. Còn cái câu chuyện á mà BBT hết hàng là cái chuyện đó nó không có lạ. Đúng không? Các bạn đừng nói tại sao BBT hết hàng. Tôi nói thiệt chứ ông á, bây giờ 40-50 đại lý nó ngồi nó sâu hàng không, BBT cũng chả có bán nữa. Nó BBT chả có bán, hàng nhiều lắm. Bây giờ nói thiệt với bạn á, một cái sản phẩm này một đống mùi luôn á, tôi còn chả nhớ hết mùi gì luôn á. Uống sao nổi, đúng không? Nhưng mà cái tụi á, cái tụi nhập hàng á là cái tụi cứ thế mà nhập thôi. Nó cứ canh mùi nào nhập được lạ lạ rồi nó nhập tè le hột me hết. Nên bây giờ là cái nó tùm lum hết. Ví dụ bây giờ mua bán chỉ chỗ cho mua nè. Mấy bạn muốn mua bán cái gì á? Đó, về sản phẩm nào của BBT á, đổi trả hàng hết đát, đổ lộn bậy, hàng kim chích hay là hàng lũng, hàng lít, hàng rẻ, hàng thanh lý gì đó, vô cái group THL ghi bức thì phải. Đúng không? Vô cái group đó, đăng lên chút có người hốt à. Đăng lên là có người hốt mà. Như vậy cho nó lẹ. Nó còn ví dụ như mua ở BBT thì mua, còn không thì muốn hỏi một cái gì đó về cái gì đó là bạn cứ đăng lên group đó đi. Nó hốt sạch bách hết, không còn gì trơn trọi hết. Nên cũng chia sẻ với các đại lý, bây giờ thôi kệ nó, anh em ra đường làm ăn á thì giúp đỡ hỗ trợ nhau. Mấy đại lý nào mà lỡ thủ hàng này nhiều quá chia bớt cho ta đi ba. Tôi thì tôi chỉ nói được câu này thôi chứ tôi đâu lấy được hàng của nó lại. Đúng không? Má chia bớt cho ta bán đi ba. Ừ, má chơi gì đâu mà chơi su mẹ hết hàng của nhỏ luôn. Người ta theo dựa trong cuộc sống này nó có khó khăn mấy bạn. Đúng không? Mà BBT đâu cho nợ. BBT chỉ cho nợ khi nào bạn đủ điều kiện để nợ. Còn khi nào bạn chưa đủ điều kiện để nợ thì bạn phải trả tiền thôi, mua bán phải trả tiền mà. Thì thôi anh em trong hệ thống bây giờ như vậy, mấy ông bát khách sỉ không được thì ông bát khách lẻ. Đúng không? Bát khách lẻ đi, đổi qua đó lại nương nhau sống đi mấy ông nội. Ô, cạnh tranh vừa phải thôi, chơi xúc hết hàng người ta như vậy đó. Bây giờ tôi cũng đâu có hàng đâu, tôi không hàng tôi bán luôn á. Cũng hên lắm em, anh có trữ. Mỗi lần hàng về anh kêu ê mấy em đem lên phòng anh mỗi thứ một thùng. Để anh chi? Để anh marketing, anh quảng cáo đồ sẵn anh uống luôn. Đó, nó bạn nhìn nè không? Tài sản của mình còn được nhiêu đây? Đó, nhiêu đây thôi đó, hết rồi đó. Với bà visa mấy chục thùng nữa thôi à. Thôi vậy nha mấy bạn, bye bye. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì? Lai xe là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài. 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement.
Duy Nguyễn, BBT Founder.